Tôi tò mò cái cổng này quá, thiệt luôn á. Đem cổng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ quốc ra cái. Bỏ quốc đi. Cổng đi coi sao nè. Lên lên. Trời ơi. Bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Ơi, chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu thật to. Dạ, em tên là Hòa, quê ở Nghệ An. Hiện tại là đang kinh doanh tại nhà ở Gia Lai. Em năm nay 29 tuổi ạ. Thế còn vợ Hòa? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Lê Thị Hương. Em năm nay 26 tuổi và em cũng kinh doanh tự do tại nhà. Hai bạn gặp nhau ở đâu? Cách đây như 9 năm á, là em mua lại cái điện thoại cũ. Thì vô tình trong cái tin nhắn nháp á, thì có một chữ A của cái số điện thoại của chồng em đang dùng á. Em mới ấn để xóa đi. Thì vô tình là em ấn gửi. Thì ảnh lại cứ tưởng là bạn ảnh trêu. Ảnh mới gọi điện lại bắt bẻ em nhiều lắm. Hỏi tại sao có số này. Xong em mới hỏi là tôi đã nói rồi là tôi nhầm số. Anh không tin tôi vậy. Xong anh bảo là không nhầm số thôi, là bạn nói chuyện. Lúc đấy anh cũng siêng nói chuyện lắm. Nói chung là ngày nào cũng nói hết á. Nhắn tin rồi nói chuyện vậy. Thế là quý mến nhau rồi là anh em. Nhưng mà lúc đó là em ở Gia Lai. Dạ. Bạn này vẫn đang ở Nghệ An đúng không? Hay là bạn đã vào? Lúc đấy em đang đi làm. Lúc đấy em làm bên công trình á. Em là tài xế. Đi làm công trình ngay ở dưới Hậu Giang á. Công nhận lầy ghê luôn á. Tại vì chuyện ta nhầm số một cái thôi mà coi như là lấy được vợ luôn, ghê thiệt chứ. Nhà em có biết bạn này cùng quê với mình không? Không, lúc đấy chưa biết. Sau được 2-3 ngày nói chuyện rồi mới giới thiệu là ở Gia Lai. Bắt đầu lúc đấy là em mới xin nick của nick Yahoo á. Bắt đầu mới ra quán net rồi chat với là lúc đấy mới thấy mặt qua huyết cộng thôi. Lần đầu tiên mà em nhìn thấy cô gái này trên webcam thì cái cảm nghĩ của em lúc đó như thế nào? Lúc đấy thì ấn tượng dạ, ấn tượng lúc đấy thì em cũng thấy nhìn cũng dễ thương, cũng trắng trẻo. Trong cái thời gian nói chuyện thấy vợ cũng hoạt bát với là cũng hòa đồng. Thế là nói chuyện một thời gian thì cảm giác thích. Thế còn em nhìn ổng trong webcam thì sao? Nhìn nhỏ con á, mà lúc đấy chuyên gia mặc đồ đen. Ủa nhưng mà nhìn webcam thì nhìn cái mặt thôi sao biết nhỏ con? Có lần em bảo là thôi anh đứng lên cho em xem. Nhìn người vừa đen mà vừa nhỏ. Mà trong khi đó là hồi viết thư á, anh gửi hình cho em. Nhìn như lãng tử Hàn Quốc luôn. Bạn em bảo là mày bị lừa rồi. Rồi tụi em yêu xa bao lâu? Nói chung để khi mà để ngỏ lời á, lúc mà giới thiệu anh em để ngỏ lời á, là cũng phải tầm 3 tháng đến 4 tháng. Là em có ngỏ lời với vợ. Nhưng mà lúc trong cái thời gian đấy là vợ đang còn học lớp 11. Tuổi học trò đang yêu đương ở trong trường thôi, trong lớp thôi. Vì thế nhiều khi kể chuyện là thích người này người nọ thì em cũng hơi khó chịu. Nhưng mà sau này do em quyết tâm em thử ngỏ lời xem. Lúc đấy em có đồng ý không? Lúc đấy vợ dạ, thì chối. Thế lúc đấy là em từ chối thì ảnh mới sợ là em sẽ giữ khoảng cách với ảnh á, không nói chuyện nữa. Thì ảnh ấy lại chủ động nói chuyện nhiều hơn. Có một lần ảnh ấy về quê Nghệ An á, ảnh chuẩn bị về quê ăn Tết á, thì ảnh mới bảo em là em mới hỏi anh đang đi đâu. Ảnh bảo anh đi tán gái. Dĩ nhiên trong người em nổi máu ghen lên. Tối về ảnh đi về rồi, em mới nhắn tin cho ảnh á, em bảo là em yêu anh rồi. Ảnh ấy mà điện lại cho em gấp, ảnh bảo có thật hay là đang đùa anh đó. Xong rồi em mới bảo là anh nghĩ em đang đùa thật đó hả? Xong rồi tự nhiên là nghe cái giọng sụt sịt lắm. Cái giọng sụt sịt giống như muốn khóc á. Cảm động đó hả? Thì không, lúc đấy em khóc. Dạ, lúc đấy cảm động thật. Cảm động vì, thật. Là vì lúc em ngỏ lời là cũng cách đó khoảng mấy tháng thôi. Thì em cũng nghĩ là sợ là vợ ngại đó. Thì em thì bảo là thôi thì mình cứ làm anh em đi, cứ nói chuyện bình thường đi. Và em nghĩ sau này được kiểu gì cũng cảm động à. Sống bất cố. Vậy yêu xa mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm yêu xa. Dạ. Là có bao giờ mà chia tay nhau chưa? Có, em. Về vấn đề yêu chủ xa động đó, là em quá yêu xa. Nhưng mà anh quá không đồng ý. Dạ kiểu nói chung là em và con gái mà. Kiểu tủi thân lắm. Nhiều lúc những ngày lễ rồi
đi chơi với bạn bè có đôi có cặp mà mình em vậy. Thì ở nhà toàn nói chuyện với qua điện thoại với nhau thôi. Trong một năm đấy chỉ gặp trên webcam thôi. Còn sau một năm bắt đầu mới gặp mặt. Lúc đấy là em đang chuyển về Nghệ An, em làm công tác ở Nghệ An rồi. Lúc đấy em làm ở vùng núi á, vùng sâu vùng xa á, là nhiều khi sóng điện thoại không có, lúc có lúc không. Có khi là em phải đi khoảng 30 phút leo lên ba ngọn đồi. Trời ơi. Mới gọi được một cuộc điện thoại, nhưng mà chỉ tầm được khoảng 2-3 phút là nó lại tắt, phải gọi lại vậy á. Có lần là trèo lên cây á, là vì không có sóng, trèo lên cây để gọi, có lần té rồi. Té đó hả? Dạ. Lúc đấy em đang nghe thì cứ gió trên ngọn cây gió ào ào vậy á. Tự nhiên em nghe cái rụp, em mới bảo cái gì vậy? Mãi mới thấy ảnh thưa, ảnh mà mới té từ trên ngọn cây té xuống. Cảm động luôn. Ôi. Mà có sao không vậy? Lúc đấy chỉ thấy trước tí thôi. Lúc đó thì anh hỏi cảm giác của Hương á, Hương nghe cái điều đó. Em thấy nhớ và cũng thấy thương lắm. Sau này em cũng trân trọng, em không dám nói lời chia tay nữa. Rồi lấy nhau đến bây giờ là bao lâu rồi? 3 năm 6 tháng. Tụi em có mấy em bé rồi? Dạ, hiện tại thì chưa ạ. Thế rồi lấy nhau rồi có vỡ mộng sau hôn nhân không? Có. Em dạ. Kể trước về anh ấy đi. Ảnh thì hồi trước cũng hay quan tâm em lắm. Mà bữa nay cưới á, em mới bảo là anh ơi em đói bụng quá, thôi đi ăn đêm đi. Ảnh bảo chứ giờ này còn đi cái gì nữa. Mà hồi hôm là 1 giờ sáng em đói bụng là vẫn đèo em đi ăn. Có nghĩa là cái là hoàn cảnh thay đổi, con người đã đổi thay. Còn gì nữa em? Dạ thì mê chơi game lắm. Mọi hôm thì hồi trước vô thăm em là nói chung là dẹp hết điện thoại. Em đi trực ở bệnh viện á, lúc mà trực đêm, trực nguyên sáng luôn. Ảnh ngồi hành lang chờ em cả sáng đến sáng. Còn bây giờ em mà chở em đi đâu ấy là thôi, chịu khó em tự đi mình đi. Thôi giờ này còn chờ gì nữa, tự đi đi. Phải lúc đấy là lúc đối chiều. Lúc đấy đang mải chơi game quá mà. Hỏi nó không đúng lúc lắm mà. Đấy, ông người thật. Rồi còn gì nữa? Ở ngoài á, ảnh đi làm á, công việc của ảnh á, thì anh nói chung là anh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu thì anh về nhõng nhẽo với vợ với nhau. Trời ơi. Nhõng nhẽo sao đâu, ví dụ một vài chi tiết đi. Nhiều lúc như ăn cơm mà cứ ngồi bấm điện thoại như game vậy. Rồi vợ đúc nha, đừng có nói vợ đúc. Đúng rồi, em đúc cơm về nha. Ôi giời cao đất dạy ơi, cháu nó cứ bấm game nữa rồi cứ lấy bác gái chút thế này đây. Bây giờ vẫn còn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ đỡ rồi, nghĩa là vẫn còn đỡ. Hồi trước thì yêu em còn nhỏ, em có 48 kg thôi. Mà bữa nay lấy chồng xong em lời được 15 kg thịt luôn. Hồi trước khi yêu ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên hè mà thôi lên lưng anh cõng. Bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh ơi dậy đi. Em bảo không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng cho. Trời ơi, cõng luôn hả? Ủa mà em cõng nổi không? Có chứ ạ, em cõng nhẹ lắm. Giống như là gì đó, có vay có trả đó. Sao tôi tò mò cái cõng này quá, thiệt luôn á. Đem cõng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ guốc ra các. Bỏ guốc đi. Bỏ guốc ra. Cõng đi coi làm sao nè. Lên lên em nào. Lên lên. Ôi trời ơi. Trời ơi, cõng quá hả? Được chưa? Ông trước mặt mẹ chồng đang ngồi vậy chứ mà ảnh bảo chứ vợ vợ ra với chồng bảo này. Nó bắt đầu em mới bảo cái gì? Quay lưng lại. Em tưởng là sau lưng em có cái gì. Nhảy lên lưng em cõng á. Nhảy phóc lên luôn. Chạy xung quanh nhà đi. Mẹ cứ đứng mẹ ngồi mẹ cười vậy. Bây giờ em mong muốn không thay đổi cái gì? Bất chơi game lại. Với lại là nói chung là trong cái công việc gia đình ấy thì chưa có con cái thì cũng đơn giản, nhưng mà sau có con cái rồi việc gia đình cũng phụ vợ nhiều cái. Dạ. Thế còn em kể cho anh nghe đi. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ của em thì thực sự là rất là bướng. Mỗi khi trong cái công việc hay là cái gì cũng vậy, hay là trong chuyện gia đình cũng vậy, nhiều khi em nói một cái gì đó mà không ưng ý là cãi, gọi là cãi không chịu thua luôn. Ghê lắm. Cãi mãi luôn, cãi không chịu thua luôn, cãi khi nào mà giận nhau luôn thôi. Với là hay quên. Đơn giản như vừa cầm cái điện thoại hay là cái gì đó mà đẩy đấy rồi xong tính là đi hỏi chồng điện thoại đâu rồi. Bây giờ biết đâu, có biết đâu điện thoại đâu đâu mà hỏi. Bây giờ kể cả chìa khóa cũng vậy, nhiều khi chìa khóa xe đi về rồi đó là cắt chìa khóa ở đâu không biết nữa. Đến khi lấy xe đi không có chìa khóa luôn. Đáng tiếc. Rồi còn gì nữa? Trong công việc nhiều khi cũng
hay bề bộn lắm. Có những cái thì cũng gọn gàng nhưng có cái nhiều cũng bừa bộn lắm. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Thì bớt bướng đi. Chồng bớt nói gì? Thì nói chung lúc chồng nóng thì tốt nhất là cũng vợ giảm đi, mà lúc vợ nóng thì chồng giảm được. Nhiều khi trong cái cuộc cãi vã phần đa là do chồng chủ động không ạ? Vợ ít khi mà chủ động gọi là để nó, hai bên nó làm hòa với nhau. Mong muốn là điều đó. Em phải làm hòa không? Dạ, phần đa là em làm hòa không. Thực ra chuyện tụi em quá đơn giản đi, đang dễ thương quá trời quá đất đi. Thôi những cái gì mà đang có mình cứ sở hữu đi. Mình cố gắng mình phát huy đi. Còn em á, bớt chơi game, lo cho vợ chút xíu. Thì vợ sẽ bớt bướng lại. Để làm chi biết không? Để chuẩn bị có con nè. Đang trong đúng không? Cũng mấy năm rồi? Ba năm rồi. Cho nên là chuẩn bị đi để có con. Ngày hôm nay là đến chương trình này á, gặp anh Bin rồi là chắc chắn thế nào cũng có con nè. Thôi nhân đây anh chúc cho hai vợ chồng nha, luôn luôn thuận thảo, vui vẻ, hòa hợp ha. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp tới với hai vợ chồng. Và đặc biệt trong năm sau sẽ có không chỉ là một em bé mà một cặp song sinh xuất hiện ở tại Gia Lai, mà đặc biệt là ở trong nhà hai đứa luôn. Cảm ơn.